Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Thợ Rừng Đông Bắc nha. Thì hôm nay hai anh em đã đến rừng đặt bẫy các bạn. Đây là chiếc bẫy đầu tiên nha các bạn. Mình em của mình đang đặt cái bẫy đầu tiên. Sau nửa ngày đi đặt bẫy thì anh em mình cũng đã đặt hết 18 cái các bạn. Thì bây giờ thì chờ mai đi thăm nữa các bạn. Xin chào các bạn nha. Hiện tại là 6 giờ sáng, hai anh em đang lơ ngơ đi thăm bẫy các bạn ạ. Đây các bạn cùng theo chân hai anh em xem là hôm nay có bẫy được cái gì không nhá. Thăm bẫy đầu tiên thì dính được một em chuột bé các bạn ạ. Nó hơi bé nên là anh em không bắt thì không bắt được. Con này hơi đen một tí. Sau một hồi thăm thì anh em thăm hết 16 cái bẫy rồi các bạn. Toàn xịt. Đến bẫy thứ 17 đây được một con sóc. Hôm nay tham bẫy hay đen anh ạ, chỉ được mỗi một con sóc này thôi. Tuy nó hơi bé nhưng mà nó rất là béo. Hôm nay thành quả chỉ được một con sóc thôi. Hai anh em mình sẽ đặt lại bẫy và tham tiếp vào ngày mai. Hẹn anh em vào video tiếp theo nhé. Bây giờ mình sẽ dỡ xong đi thăm tiếp rồi. Giờ mình sẽ đặt lại cạn. Này con sóc đầu tiên nha.